xin gửi lời chúc đến chị là chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sống với răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn, an vui hạnh phúc. Được chưa anh? Đồng ý cho hai cháu đã xây dựng hạnh phúc
năm. Muốn coi mặt bà Siêu.
mà. Dạ. Tụi con kính thưa mẹ, trong ngày vui hiện, trong ngày vui hôm nay, một ngày trọng đại của tụi con muốn dành đến những gì tốt đẹp nhất đến ba mẹ, đến mẹ của tụi con. Và trong thời gian vừa qua thì tụi con rất là hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh quan tâm, yêu thương và dành những gì tốt đẹp nhất cho tụi con, để tụi con có được như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu khó khăn mẹ đã cùng vượt qua và luôn dành những gì tốt nhất cho tụi con, cho con và cho gia đình. Con muốn nói nhiều lắm luôn á, nhưng mà tự nhiên cái con không biết nói gì hết trơn á. Mà con con thật sự là rất là biết ơn vì mẹ đã là mẹ của con. Con lúc nào cũng rất là tự hào về mẹ. Và trong ngày hôm nay tụi con xin gửi đến mẹ, và may mắn hơn là tụi con có thêm được một người mẹ tuyệt vời
thật là hạnh phúc khi có được hai người mẹ tuyệt vời. Và hôm nay tụi con muốn nói rằng tụi con thương mẹ nhiều lắm. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this.
Trả lại anh.